Hello everybody. Xin chào mọi người. Em Thủy đang ngồi tại vườn mận Mộc Châu, Nara. Vườn mận Nara Mộc Châu. Đấy. Rất là nhiều mận nha. Hái trên cây ăn nha. Mận ấy. Mận cuối mùa ấy. Ngọt lắm luôn. Và vườn mận là con gì nó đốt đốt à? Quay cả cây đi em, ok. Chứ rồi lật lại máy ảnh như nào đó. Trời xanh ấy nhỉ, trời xanh mây trắng lắng vàng luôn. Đây là cả cây mận đây. À, cái vườn mận này là ở Nà Ra, Mộc Châu. Vé vào cửa để hái mận là 40.000 một người. Chắc là cái mận này em nghĩ là nó chỉ bạn nào mà muốn đi hái mận ấy, trong vòng 10 ngày nữa là phải đi nhá. Không, nó tự chín nó cũng rụng mà, nó chín quá rồi. Có nhiều cây thì quả nó vẫn xanh, nhưng mà nhiều cây thì quả nó chín chín hơi nhũn nhũn ấy. Nhiều cây quả là chín nhũn rồi đấy. Trời xanh mây trắng lắng vàng đây. Quả đây rất là sai. Vặt quả nha. Tìm khuôn mặt. Hạn nệm luôn. Giá 40.000 một vé vào cổng. Ăn thoải mái, nhưng mà nếu mà vặt ra thì lại 40.000 một cân. Nếu mà mua tại vườn là giá đắt hơn là giá em mua tại tại chợ ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên em mua có 25 đến 35.000 một cân thôi, cái loại có cái sai quả như này nhá. Cái sai quả cỡ quả nhỏ như này này. Cái cỡ quả nhỏ như này này, là em mua ở Hưng Yên thì em chỉ 25 đến 35.000 một cân thôi, tùy thời điểm. Đấy, cỡ quả nhỏ, cỡ quả to nó khoảng 40.000, cỡ quả to. Nhưng ở đây bây giờ chỉ còn cỡ quả nhỏ này thôi. Là cỡ khoảng khoảng 35.000, 30 35.000 đấy. Thì ở đây thì người ta đang bán là vào vườn ăn tẹt ga thì là 40.000 một người. Còn đi ra khỏi vườn mà mang mận ra ấy, thì là 40.000 một cân. Cũng đi hái trải nghiệm cũng khá là hay đấy. Mận rất là ngọt nha. Nên trên này nhiệt độ rất là hay nha các bác nhá. Nhiệt độ ở dưới Hưng Yên là 10 ngày hôm nay thời tiết là nóng một cách kinh khủng luôn, đều 40 độ. Nó nắng đều 40 độ với cả nắng 42 độ, nhiệt độ ngoài trời nó phải tầm 50 độ, nhiệt độ trong nhà đấy đã 40 độ đấy. Nhưng mà lên trên này thì thời tiết nó nắng, nó như là kiểu thời tiết Đà Lạt đấy, nó nắng nhưng mà nó lại có rất là nhiều gió mát này. Xong là buổi tối thì nó rất là lạnh. Buổi tối gần như là không phải bật quạt luôn, buổi tối phải đắp chăn, không phải bật quạt cũng không phải làm điều hòa. Mùa hè ở miền Bắc thì như mấy ngày hôm nay nhà em ngày nào cũng phải làm điều hòa, ban ngày cũng phải làm điều hòa, tối phải làm điều hòa, nhưng mà ở đây buổi tối thì đặc biệt là không phải bật quạt và cũng không phải điều hòa luôn, tối lạnh dã man, tối nhiệt độ chỉ có 20 độ mà. Con vào đây con chào các bác đi. Con ra con mua chai nước đi, lát mẹ ra mẹ trả tiền. Cho mẹ nam. À ở xe là mẹ có chai nước lọc đấy. Ở xe mẹ để xe ai cũng ra uống đi.
ở xe mẹ ấy, ở cái mũ ấy. Thằng cháu Khang là khát nước, nó đòi uống nước. Qua cho mọi người cây mận nhá. Ông Tuấn, ông đang phát live. Ông đang phát live trên TikTok. Này, trời xanh không? Trời xanh, đúng kiểu trời xanh, mây trắng, nắng vàng. À, em đang ngồi dưới gốc cây này, em không dám đi ra ngoài cái này, nắng lắm. Thích cho nó mát thôi. Em đang ngồi ở dưới gốc cây mận này để ăn mận này. Ông Tuấn, ông đang phát live, trong thời gian chờ ông phát live, mình ngồi gốc cây mận này, mình ngồi vừa mát, mình ăn mận thôi, chứ đi nắng lắm. Sợ nắng, sợ đen. Thích đi chơi nhưng lại sợ đen cơ. Thôi anh là tắt đi, anh dài hơn một tiếng rồi đấy. Nói dài dòng văn tự quá luôn. Bây giờ là bà con biết cách nào, nhưng bà con ấy, nhưng mà từ trước đến nay không làm được, mà tại vì nói chung là bị hạn chế về cái vấn đề học hỏi. Ngày xưa làm gì có mạng xã hội, nó viết thư tay, cho nên các cụ mới không chồng. Mẹ cũng thế. Em tắt like đây. Mẹ tại sao mà